Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ nè các bạn. Cụ thể hôm nay công an lại vào khám xét ở tỉnh Thất Bồng Lai lần thứ hai, phát hiện và bắt thêm một người nữa. Người đó là người nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Tỉnh Thất Bồng Lai bị công an khám xét lần hai, xôn xao tin có thêm người bị bắt. Sau khi công an khám xét lần hai, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai cũng đã lên tiếng. Theo báo chí, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tiến hành khám xét lần thứ hai với hộ của bà Cao Thị Cúc, nơi đây là thời gian vừa qua tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ý nói là coi như là chả có nằm trong quy luật nào hết, ở vũ trụ mà, cho nên muốn làm gì thì làm à. Ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, đã khởi tố thời gian qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra An ninh còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Tùng Vân và một số người tại tỉnh Thất Bồng Lai. Mới đây, kênh YouTube của Nhị Nguyên, người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai đã đăng video mới nhất chia sẻ việc nơi đây bị công an khám xét lần hai. Đáng chú ý, Nhị Nguyên cho biết phía cơ quan chức năng đã thông báo cho họ việc Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương sẽ bị giam thêm một tháng nữa. Người này cũng khẳng định không có ai tại tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt nữa đâu, mà nhiều người nói như vậy, chúng tôi tông sạch lắm. Việc Nhị Nguyên và nhiều thành viên khác tại tỉnh Thất Bồng Lai vẫn đăng video điều đặn trên YouTube trong thời gian mà cơ quan chức năng điều tra để khiến dư luận bày tỏ sự không đồng tình đó. Người ta vậy mà đang trong quá trình mà điều tra thủ lý bắt tạm giam mà còn đăng clip lên để nói này nọ. Đa số mọi người đều hy vọng công tác điều tra đừng nên điều tra sai những sai lầm tại nơi đây, hãy điều tra chính xác nhất, cặn kẽ nhất để sớm kết thúc và xử lý đúng người đúng tội. Như trước đó, ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long An ở Đức Hòa đã quyết định khởi tố lợi tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Và đến ngày 5 tháng 1 thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt 4 người, đó là ông Lê Tùng Vân, là ông thầy ông nội các bạn, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng trú tại tỉnh Thất Bồng Lai để lên cơ quan để điều tra. Đó, các bạn thấy không? Năm 2017 họ thì ở đây nè, là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đi thi mà tuyệt đỉnh sông ca. Tại chương trình họ mặc áo lam, cạo trọc đầu và tự nhận mình là tu sĩ. Nhưng mà sau đó những cái clip sau là ở đây giống như tu tại gia thôi, chứ cơ nên cũng chả theo khuôn khổ nào hết. Đó, các bạn thấy không? Nhiều khi cũng mâu thuẫn lắm. Mong cơ quan chức năng hãy làm sáng tỏ vụ việc này để cho những lòng tin của người dân chúng ta không đặt sai chỗ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.